Ôi anh em ơi, tôi có iPhone 13 Pro Max mới tinh màu xanh này. Ông lại ghép hình đi. Sao lại thế? Đây này, quay các vòng xem là có phải ghép hình không này. Này, thấy luôn cả màn hình này. Đấy, này, xoay hẳn đây thấy màn hình không? Ui, chuẩn chưa, chuẩn chưa? Ảo, thật đấy. Nhưng mà làm gì có gì đây đâu. Ông điên à? Đây không phải là một tính năng sống ảo đâu, mà nó là tính năng AR ở trên trang chủ của Apple, giúp cho các bạn có một cái nhìn rõ hơn về tất cả các góc cạnh của những sản phẩm iPhone trước khi mua. Các bạn chỉ cần vào trang chủ Apple, tìm đến loại iPhone các bạn muốn xem, kéo xuống gần cuối và chọn View in AR, căn chỉnh sao cho phù hợp. Thế là các bạn đã có những bức ảnh và video sống siêu ảo như thế này rồi.